Xin chào các bạn khán giả thân yêu của Tí Hỏi. Chúc các bạn một ngày tuyệt vời nha. Làm ruộng vất vả có ai hay, mồ hôi nắng cháy theo luống cày, nhổ cỏ bón phân bơm nước tưới, xịt thuốc thăm đồng lắm đắng cay. Một năm hai vụ cứ miệt mài, đi vẻ sớm tối vẫn hăng say, chỉ mong thuận mùa vui được giá, thỏa dạ ấm no những tháng ngày. Đố các bạn biết bài thơ trên nói về nghề gì? Quá dễ rồi đúng không nào? Nhanh nhanh tay, bình luận xuống dưới xem ai trả lời chuẩn nhất, đúng nhất nha các bạn ơi. Câu đố này, nếu các bạn thấy dễ quá thì cũng comment đề nghị S. Lần sau S sẽ tăng độ khó lên nhé. Lúc đấy mà không trả lời được là các bạn không được khóc nhè đâu đâu nha. Câu trả lời thì tất nhiên là đúng như các bạn nghĩ rồi. Đó là nghề nông. Video hôm nay là về chủ đề liên quan tới nông nghiệp. Trước khi vào nội dung chính, S trích dẫn thông tin thời sự chút đã nhé. S cũng chả bàn luận chính trị gì đâu, mà nó liên quan tới nội dung bài của ngày hôm nay, nên S tua qua một cái, các bạn chịu khó xem kỹ nha. Hôm 16 tháng 9, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói với hãng tin Reuters: "Chúng tôi phản đối đề nghị cung cấp ammoniac từ Liên bang Nga thông qua lãnh thổ Ukraine. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ chấp nhận đề nghị này để đổi lấy các tù binh của chúng tôi." What the hell? Cũng theo nhà lãnh đạo Ukraine, đề xuất này đã được ông trình lên Liên Hợp Quốc. Trả lời phỏng vấn Reuters, Tổng thống Zelensky cho biết Ukraine đang bắt giữ hàng trăm binh sĩ Nga làm tù binh trong cuộc phản công mới đây ở khu vực Kharkov. Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Ukraine cũng thừa nhận số binh sĩ nước này bị phía Nga giam giữ còn nhiều hơn, đặc biệt là những binh sĩ ở khu vực nhà máy thép Azovstal ở thành phố Mariupol. Về phía Nga, báo Izvestia dẫn lời người phát ngôn điện Kremlin Dmitry Peskov ngày 17 tháng 9 cho biết đề nghị đổi phân bón để lấy tù binh của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky là hoàn toàn không phù hợp. Liệu con người và phân bón có giống nhau không? Ông Peskov trả lời khi được hỏi về đề xuất đổi ammoniac lấy tù binh của Tổng thống Zelensky. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova tuyên bố phía Moscow cũng rất quan tâm đến việc cung cấp phân bón cho thị trường bên ngoài. Tuy nhiên, vấn đề nằm ở Kiev. Hôm 16 tháng 9, Tổng thống Nga Vladimir Putin cũng cho biết Nga đã gửi thông báo lên Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres rằng Nga luôn sẵn sàng cung cấp 300.000 tấn phân bón miễn phí cho các nước đang phát triển. Liên Hợp Quốc cũng nhấn mạnh việc cho phép Nga tiếp tục xuất khẩu ammoniac qua Ukraine sẽ giúp giảm bớt tình trạng thiếu hụt phân bón toàn cầu. Bởi thị trường toàn cầu hiện đang rất cần phân bón và ammoniac của Nga cho vụ mùa năm 2023. Vì thế, Liên Hợp Quốc đã đề nghị Moscow và Kiev ký kết một thỏa thuận vận chuyển phân bón của công ty phân bón Urachem Nga ra thị trường thế giới thông qua đường ống dẫn ammoniac Toliati Odessa, đường ống dẫn ammoniac từ Tolia đến nhà máy cảng Odessa ở Ukraine. Thực tế, đường ống có thể bơm tới 2,5 triệu tấn ammoniac từ vùng Volga đến cảng Yuzhny trên Biển Đen mỗi năm. Ammoniac được sản xuất tại công ty phân bón Urachem sẽ được dẫn đến khu vực biên giới Ukraine. Từ đây, ammoniac sẽ được mua lại bởi công ty quốc tế Chamo có trụ sở tại Mỹ và sẽ được cung cấp ra thị trường thế giới thông qua Biển Đen. Trước đó, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antony Guterres cho biết Liên Hợp Quốc và Thổ Nhĩ Kỳ đang thảo luận về việc xuất khẩu nitrat ammoni cũng được dùng làm phân bón của Nga thông qua một đường ống đi qua Ukraine. Theo báo cáo kinh tế thương mại Nga Commerson, có tới 70% nhà máy ammoniac ở châu Âu đã giảm hoặc ngừng sản xuất trong những tháng gần đây do giá năng lượng cao kỷ lục. Trước khi Nga thực hiện chiến dịch quân sự đặc biệt vào Ukraine hồi cuối tháng 2 năm 2022, Nga nắm giữ 20% sản lượng khí ammoniac toàn cầu. Trong khi Tổng thống Vladimir Putin quyết định cho phép phân bón của Nga tiếp cận thị trường EU, ông lại chỉ trích việc liên minh này chỉ cho phép các nước thành viên mua chúng. Hóa ra, chỉ có họ mới có thể mua phân bón của chúng tôi. Còn các nước đang phát triển, các nước nghèo nhất trên thế giới thì sao? Nhà lãnh đạo Nga đặt câu hỏi. Ông Putin yêu cầu Tổng thư ký Liên Hợp Quốc thúc đẩy Ủy ban châu Âu cho phép phân bón của Nga tiếp cận các thị trường mới nổi. Ngày 15 tháng 9, đại diện thường trực của Nga tại Liên Hợp Quốc Vasily Nebenzia lên tiếng khẳng định các biện pháp trừng phạt mà phương Tây áp dụng đối với Moscow vì cuộc xung đột Ukraine vẫn đang cản trở hoạt động xuất khẩu thực phẩm và phân bón của Nga ra thị trường toàn cầu, bất chấp các thỏa thuận trước đó. Ông cũng lên án việc các quan chức EU cấm các hãng vận tải châu Âu vận chuyển phân bón của Nga đến châu Phi, châu Á hoặc châu Mỹ Latin,
trong khi lại cho phép giao hàng đến các nước EU. Ed nói thêm xíu xíu là tình hình lương thực và phân bón đang thiếu trầm trọng, giá cả đã tăng khá nhiều trên thế giới. Trong giai đoạn trước, các nước chỉ trích Nga không xuất khẩu thực phẩm và phân bón, còn bây giờ, Nga xuất khẩu thì... Vậy cái này có liên quan gì tới Việt Nam? Cũng quá là liên quan tới các bạn ạ. Các bạn ngồi ngay ngắn, bật volume vừa vừa nghe Ed kể tiếp này. Tiến sĩ người Việt Nam nghiên cứu tạo ammoniac làm phân bón. Tiến sĩ Dư Hoàng Long và các cộng sự đã nghiên cứu quá trình chuyển hóa điện hóa khí nitơ thành ammoniac để ứng dụng trong nông nghiệp và công nghiệp hóa chất. Các nhà khoa học đến từ Đại học Monash, Úc, đứng đầu là tiến sĩ Dư Hoàng Long, 34 tuổi, đã có bước đột phá trong việc tạo ra công nghệ, tạo ra ammonia, hay còn gọi là ammoniac, một thành phần quan trọng trong sản xuất phân bón phục vụ nông nghiệp trên toàn thế giới. Hiện nay, kỹ thuật Haberbosch được sử dụng trong công nghiệp để tạo ra phần lớn ammoniac, một phản ứng kết hợp giữa hydro có nguồn gốc từ nhiên liệu hóa thạch và khí nitơ. Nhưng, số liệu từ năm 2010 chỉ ra rằng, quá trình này tạo ra khoảng 451 triệu tấn khí carbonic theo Viện Năng suất Công nghiệp. Để giải quyết vấn đề cung cấp ammoniac sạch, các kết quả nghiên cứu đã được đánh giá. Tiến sĩ Dư Hoàng Long nói rằng nếu hiệu quả, năng lượng tái tạo sẽ được lưu trữ dưới dạng ammoniac và xuất khẩu. Công trình nghiên cứu được dự kiến hoàn thành trong 2 năm. So với cách tiếp cận truyền thống, quy trình mới mang lại hiệu suất gần như tuyệt đối và tính linh hoạt trên quy mô cao hơn. Theo tiến sĩ Long, thành tựu lớn nhất để nghiên cứu là nhóm đã tạo ra một chất điện phân có thể giữ bề mặt điện cực ổn định trong khi sử dụng, cho phép quá trình hoạt động cực kỳ hiệu quả và gần như 100%, một kỳ tích chưa từng có bởi nghiên cứu cho đến thời điểm này. Một thành viên trong nhóm, giáo sư Douglas McFarren, cho biết thêm rằng bằng cách chuyển hóa sang chất điện phân imidazole, trifluoromethylsulfonin, nhóm đã phát triển một hệ thống có thể ngăn chặn các phản ứng phụ không thuận lợi bằng một lớp phủ ion thích hợp, ổn định sự hình thành kim loại li và sản phẩm chính của nó, ammoniac. Điều này đã giải quyết vấn đề theo hai cách. Ông nói thêm, hiệu quả và hiệu quả của quá trình không chỉ được cải thiện mà còn làm cho quá trình ổn định hơn vì nó không bị ảnh hưởng bởi các tác dụng phụ. Theo giáo sư McFarren, đạt được hiệu suất gần 100% là một bước phát triển đáng kể, có thể phát triển một quy trình đáng tin cậy để sản xuất ammoniac bền vững. Theo kết quả nghiên cứu, một hệ thống tổng hợp ammoniac điện hóa trong phòng thí nghiệm có thể tạo ra 0,8 gram ammoniac mỗi ngày trên mỗi cm điện cực. Do đó, kỹ thuật này có thể được mở rộng để đạt được mức năng suất tương đương với các mức năng suất của các hoạt động công nghiệp hiện tại. Theo tiến sĩ Charlie Day, giám đốc điều hành của Jupiter Ionic, phát hiện này đại diện cho một cột mốc quan trọng khi nó mở ra cơ hội tạo ra ammoniac chỉ sử dụng năng lượng. Ông nói thêm, nếu nhân loại thành công trong việc đạt được mục tiêu của thỏa thuận Paris về giảm phát thải khí nhà kính, thì việc cắt giảm lượng khí thải từ quá trình sản xuất ammoniac là một trong những vấn đề lớn nhất của chúng ta. Quy trình này có thể đẩy nhanh quá trình chuyển đổi sang một tương lai không có CO2, trong khi vẫn duy trì năng suất của chuỗi lương thực thế giới khi các nguồn năng lượng tái tạo như năng lượng mặt trời và gió trở nên phổ biến và có giá cả phải chăng hơn. Phuno, phân đạm được sản xuất như thế nào? Công việc kinh doanh của tiến sĩ Charlie Day dành riêng cho việc công nghiệp hóa các quy trình điện hóa để sản xuất ammoniac tinh khiết. Họ có kế hoạch hoàn thành thiết bị nguyên mẫu đầu tiên kịp thời cho các cuộc thử nghiệm thực địa ở Victoria vào năm sau. Theo tiến sĩ Day, quy trình mới cho phép hệ thống linh hoạt ở nhiều kích cỡ và quy mô khác nhau, trong khi vẫn sử dụng năng lượng tái tạo, dồi dào và rẻ tiền. Ông cho rằng cách tiếp cận này không chỉ giúp giảm đáng kể lượng khí thải, mà còn giải quyết được vấn đề giá phân bón biến động, cải thiện tương lai của sản xuất lương thực trên toàn thế giới. Thông tin thêm về tiến sĩ Dư Hoàng Long, thành phố Hồ Chí Minh là nơi sinh của tiến sĩ Dư Hoàng Long. Anh lấy bằng kỹ sư cơ khí Đại học Kỹ thuật Petronas của Malaysia và từ Viện Khoa học và Công nghệ Hàn Quốc. Anh tiếp tục lấy bằng thạc sĩ về năng lượng và môi trường. Tiến sĩ Long là nhà nghiên cứu tại khoa hóa học của trường đại học và có bằng tiến sĩ hóa học tại Đại học Monash. Các lĩnh vực chính của điện hóa học, năng lượng tái tạo và chuyển đổi năng lượng là trọng tâm nghiên cứu của tiến sĩ Long. Hơn 20 ấn phẩm của ông đã được xuất bản trên các tạp chí khoa học lớn, bao gồm Tự nhiên, Khoa học, Xúc tác Thiên nhiên và các tạp chí hệ thống xuất bản của Hiệp hội Hóa học Hoa Kỳ. Tiến sĩ Long cho biết, sẵn sàng làm việc với các tổ chức nghiên cứu trong nước quan tâm đến lĩnh vực này. Các bạn nghĩ sao? Người Việt Nam mình tài giỏi có kém ai đâu nhỉ? Chỉ cần vận dụng đúng chỗ, đúng lúc, phù hợp thì trí tuệ của người Việt Nam hơi bị đỉnh đó nha. Các bạn có đồng ý không ạ? Hãy cho Ad một like nếu điều đó là đúng nào. Nếu video này bổ ích, hãy lan tỏa giúp Ad bằng cách chia sẻ tới bạn bè và người thân của bạn.
ấn đăng ký giúp Ad đạt được 100.000 sub với nha. Cảm ơn các bạn thân yêu của Tí Nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo nha. Goodbye!